Chồng ơi, em chóng mặt quá. Anh đánh cảm cho em. Em uống viên thuốc cảm vào đi, anh có việc phải đi bây giờ. Giờ này anh còn đi đâu? Em thì đang nằm bẹp như thế này. Em chịu khó tí đi, anh đang vội quá. Trên công trường người ta gọi về, người ta bảo đang xảy ra sự cố kìa kìa. Anh nhìn lại cái chỗ anh ngồi đi. Ít ra anh cũng phải dọn dẹp đi. Rồi muốn đi đâu thì đi. Như cái chuồng lợn ấy, không thể nào mà chịu được. Lắm lời. Lắm lời mà còn thế. Thế không lời thì còn ra cái hồn gì? Được. Ở được thì ở, không ở được thì biến đấy. Tôi sẽ đi theo thằng khác cho anh xem. Nhớ nhắc ở đây còn chúc mừng. Đã 7 bừa rồi lại còn sẵn giọng. Dọn được thì dọn, không dọn được thì để đấy. Anh quay lại. Anh phải dọn xong rồi muốn đi đâu thì đi. Em đang ốm đấy, anh có biết không? Mà ai mới chợp mắt được một lúc thì lại phá bĩnh. Muốn người ta thần kinh à? Cái gì? Anh đi đâu thì đi luôn đi. Xong rồi về tiễn biệt cô vợ này. Anh nhớ em quá, nhớ điên cuồng, anh không thể ngủ nổi. Từ hôm gặp em đến bây giờ, anh cứ bị ám ảnh, em đang làm gì đấy? Anh có thể biết người em nhớ là ai không? Giờ thì anh nhớ tới em. Theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo. Anh ạ. À, em ngồi đi. anh chờ em có lâu không? Em ngồi đi. Anh chờ đây từ sáng. Chờ đợi là một hạnh phúc mà em. Và nhất là anh được chờ đợi Quỳnh Hoa đấy. Thấy có hoa đẹp, em mua tặng anh ạ. Wow, em làm anh bất ngờ và cảm động đấy. Chắc chắn bó hoa này anh sẽ cắm ở chỗ làm việc của anh. Và đêm nay cả đêm anh sẽ ngắm hoa. Của hoa. Anh cũng khéo đùa thật đấy. Vậy là đêm nay anh sẽ ngủ ở văn phòng ạ? Anh có một căn biệt thự ở gần đây, anh ở một mình. Cứ đi làm về cứ lủi thủi buồn lắm. Thành thử là làm xong thì anh ngủ tại công ty luôn. À đây, em gửi anh bản kế hoạch chi tiết ạ. Em đã lên cho khung chương trình của anh. Anh xem thử đi. Đi đâu giờ này còn tắt máy đó. Chúc mừng sinh nhật em yêu. Bị đánh vì em thì bao nhiêu anh cũng chịu. Anh nhớ em điên cuồng. Nếu gặp, anh sẽ lao vào, không cần biết giới hạn là gì nữa. Chào đôi giày à? Mai gặp nhé.
Anh. Em à. Em uống gì đi. Rồi mình đi nhà nghỉ nhá. Nếu người khác nói với em câu đấy là em cho out luôn rồi đấy. Anh để em tôn trọng anh một tí chứ. Anh chỉ muốn có một không gian yên tĩnh thôi. Chứ vào đấy anh có làm gì em đâu. Thì ở đây cũng yên tĩnh mà. Với cả mấy chỗ đó mờ ám lắm. Anh hiểu. Thế em muốn gì ở anh? Em muốn có tri kỷ thì quá cô đơn. Khó lắm, đàn ông với đàn bà ấy mà chỉ nói suông với nhau ấy không bền được đâu. Rủ dê ấy là việc của đàn ông, còn đồng ý hay không ấy là quyền của người phụ nữ mà. Anh thấy cái số anh như kiểu là ma ám em ạ. Cứ mỗi lần anh định cưới vợ thì người ta lại bỏ anh không một lý do gì cả. Anh thì thấy thích nhất và sướng nhất là mỗi lần anh đi công tác ở tỉnh. Nhiều cô con gái trẻ trung xinh đẹp tình nguyện hiến thân cho anh để được việc ấy mà. Anh không sợ à? Sợ gì? Cũng chỉ là tình một đêm, rồi bọn anh cũng có hứa hẹn gì đâu. Anh cũng có cặp với cả một người phụ nữ đã có gia đình, nhưng mà cũng chỉ được một thời gian thôi. Anh không có ý định cưới à? Cưới làm sao được, cặp cho vui thôi. Nếu mà có cưới thì anh cũng phải cưới người con gái đàng hoàng chứ. Mình đi đâu chơi cho thoải mái tí đi. Về thôi anh ạ. À? Hoa, Quỳnh Hoa. Chúc mừng sinh nhật vợ. Anh xin lỗi nhá, thời gian qua công việc của anh lu bu quá, quên cả sinh nhật của em. À, anh có món quà để tặng em này. Chiu. Thật á? Đây là thành quả bao đêm anh phải ăn nhậu vất vả để vợ cau có đấy. Nhớ là mua sắm hàng hiệu, son phấn, tất cả mọi thứ thoải mái vào, hiểu chưa? À, nhớ là mua thuốc bổ mà uống đừng có tiếp. Thế nếu người ta đi với người khác thì sao? Thoải mái đi, nhưng mà nhớ về là được, hiểu chưa? Thôi, bây giờ anh phải lên phòng dọn dẹp cái ổ lợn này, không có người để nhắc rồi, những ít tài lắm, khổ lắm. Anh nhớ dọn sạch vào đấy. Rồi, anh biết rồi. Em không có tình cảm gì với anh, không nhớ anh à? Đúng là ma làm, đồ đồng bóng. Anh sẽ xóa số của em, xóa Facebook, đừng bao giờ gặp nữa.